Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Tên rồi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay, như anh em đang thấy thì ở bên cạnh của mình đó chính là Siro, Kairon, Kamui, Mèo Simi và Sammy Nup. Ok. Thì hôm nay nè bạn ơi, mình đã mời hội anh em và hội chị em vào trong đây để chúng ta cùng nhau gọi là quay một video gọi là xây dựng mấy bạn ạ. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là chủ đề ngày Tết nha bạn nha. Và tất nhiên rồi, hôm nay là video Hero cặp đôi đại chiến, cho nên là chắc chắn đã chơi game là phải có phần thưởng đúng không mấy bạn. Chính vì như vậy cho nên phần thưởng hôm nay là cái gì thì mình sẽ nói sau. Còn bây giờ trước tiên anh em đến đây trước đi. Giờ đây anh em, lại đây anh em, lại đây, lại đây, lại đây. Rồi, okay. Rồi thì ở chỗ này nè, như mấy bạn đang thấy thì mình đang có một cái máy kim cương. Đó, thì cái máy này như thế nào? Cái máy này mình có bỏ rất là nhiều những cái phiếu, có những cái chủ đề về ngày Tết ở trong đây. Thì mỗi người sẽ nhấn nút một lần. Thì nếu như mà ai trúng được chủ đề nào thì người đó sẽ phải xây cái chủ đề đó nha bạn nha. Nhưng mà tất cả đều xoay quanh gọi là ngày Tết nha bạn. Ok. Và tất nhiên đã chơi game thì phải có thưởng, cho nên ở bên đây mình có chuẩn bị cho chúng ta thêm gọi là 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cục len đó bạn ơi. Thì 6 cục len này dùng để làm gì các bạn biết không? Một tí nữa mình sẽ cho mỗi người trong Hero Team một khối kim cương như thế này. À, và sau đó mọi người sẽ chọn ra. Nếu như ví dụ như là Sammy, mình thấy Sammy là người xây đẹp nhất đi ha, thì mình sẽ cho Sammy một khối kim cương đó. Mấy cái người khác thấy gọi là Simmy xây đẹp đi, cho Simmy một khối đó. Và một tí nữa cho hết. Ai nhiều kim cương hơn là người đó thắng đúng không? Đúng rồi, ai được nhiều, được vote chọn nhiều nhất thì người đó sẽ là người giành được chiến thắng đó. Và người giành chiến thắng sẽ được phần thưởng gì mấy bạn? Người giành chiến thắng sẽ được gọi là một cái gọi là phong bao lì xì ngày Tết đó. Trị giá nhiêu tiền người ta? Trị giá nhiêu tiền để cuối video các bạn xem đi rồi các bạn biết nha. Hợp lý không? Cuối video mình sẽ quay cái cảnh là mình sẽ tặng bao lì xì cho người chiến thắng nha. Ok. Rồi, còn bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video xây dựng thế nào các bạn ơi. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên hãy đăng ký hộ cho tất cả các thành viên của Hero Team đó nha mọi người nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thế nào? Rồi bây giờ ai nhấn trước đây? Bây giờ ai nhấn trước đây? Theo thứ tự của cái block này luôn. À ok, vậy người đầu tiên là Sammy nha. Rồi Sammy nhấn đi. Rồi. Sammy rồi. Rồi nhấn trước rồi. Trời ơi, bỏ vô lại. Nhấn lại đi. Bỏ vô lại. Ok rồi, Sam nhấn đi. 1 2 3 con đã xin tin rồi ở trên. Đó. Rồi, để coi Sammy được cái gì đây. Cây hoa mai. Ui. Ồ, vậy là Sammy sẽ phải xây cây hoa mai ngày Tết nha bạn nha. Đó, ngày Tết là phải có hoa mai nha. Ok rồi. Rồi ok, bây giờ tới lượt Phong nha, để coi coi Phong sẽ được cái gì đây. Tít. Rồi ok, xem thử nào. À, múa lân hoặc là ông địa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ngày Tết đó bạn, ngày Tết là sẽ phải có múa lân nha, cho nên là Phong sẽ phải xây gọi là đoàn múa lân, hoặc là Phong sẽ xây gọi là ông địa nha các bạn nha. Cái này cơ bộ hơi khó à. Ok. Rồi, tiếp theo là Simmy. Và tới tôi nè, tới tôi nè. Rồi bây giờ. Nhanh lên bà. Ok. Được cái gì đây? Bao lì xì. What the hell. Trời ơi. Dễ sợ nha. Simmy sẽ gọi là Simmy sẽ xây bao lì xì các bạn ơi. Trời ơi, cái bao lì xì xây dễ luôn các bạn. Trời ơi. Ok rồi, tiếp theo là Kairon. Đây là Kairon nè. Đấy. Bánh chưng. Ôi, tính ra bánh chưng còn dễ nữa. Trời, bánh chưng dễ xây ra. Cái bánh chưng hình như nó hình vuông đó mọi người. Trời ơi, xây dễ lắm luôn á. Rồi ok. Bạn ơi, nhưng mà vô tay của mình nó sẽ thành bánh chưng ác quỷ. Tới lượt Cam ơi, tới lượt Cam ơi. Bánh chưng ác quỷ. Lần đầu tiên tôi nghe luôn. La. Tôi chết tôi rồi, heo quay xây lòng người. Heo quay xây lòng. Cam ơi sẽ phải xây con heo quay. Ok rồi. Người cuối cùng là Siro. Cuối cùng là Siro. Để coi Siro được chủ đề gì đây. Thánh Bill 3D nè, Thánh Bill 3D nè. Gà luộc. Gà luộc đúng không? Ok. Rồi, thì bây giờ nè, mọi người có muốn gọi là đổi phiếu cho nhau không? Đó, Sim ơi, đổi chị Sim ơi. Không, mình không nha. Ok, không đúng không? Chị ơi, rồi, ok, rồi. Thôi mai nè chị. Ôi ơi, tôi có biết xây gà luộc không? Không, để em đổi. Mui đổi vậy nè, mui cây mai nè. Cây mai, ok. Rồi, ok, cho hội cho em quyền đổi đó. Rồi, ok, rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào xây nha bạn nha. Thì mình nghĩ rằng là chắc là mình sẽ xây ông địa đi ha. Xây ông địa cho dễ, nhưng mà ông địa cũng hơi khó. Em tính ra trong này ông là người khó nhất á Phong. Ừ, tôi là người xây khó nhất luôn á trời. Chỗ này của Sam rồi. Chỗ này của em đây nè. Ê rồi, bên đó là của Sam mà ông nội. Ông bên kia kìa. Anh đi đổi sách với Sam. Tại vì anh đang vào luộc dễ theo quay nên xin Sam. Ờ thôi, cho anh à. Nó đổi cái đó. Cái này okay. Của mình nó hơi dễ quá ông ta. Trời ơi, dễ quá. Rồi, bây trời. Giờ gọi là mọi người sẽ bắt đầu xây nha. Let's go. Áo Tết sẵn sàng, rộn ràng đón xuân. Mua áo Tết ngay hôm nay, bạn sẽ nhận được chọn bộ 6 lì xì Hero Team. Đặt hàng ngay thôi, số lượng có hạn. Truy cập ngay shophero.vn hoặc gọi hotline 0961853353 để biết thêm chi tiết. Rồi, thì đầu tiên mình nghĩ rằng là mình phải xây ông địa trước đi các bạn. Chứ bây giờ mình không biết xây con lưng sao, là con lưng khó, hơi bị khó luôn á. Ông địa thường thì ông địa sẽ mặc đồ màu đỏ nè. Không phải xây hai thứ luôn á. À đúng rồi, xây hai thứ chị. Luôn. Ôi nhất, không là ghi hoặc mà đâu phải là hai thứ đâu. Không, nhưng mà em thích xây hai thứ luôn. Sao đó? Chuyện. Ok rồi. Xây nè. Đầu tiên là sẽ xây ông địa nha. Thì mình sẽ xây cho ông địa một đôi giày trước. Đó, hy vọng là ông địa sẽ không bị biến thành ác quỷ giống Kairon. À, gì vậy? Kairon sao xây, mà biến Kairon mà xây, Kairon mà được xây ông địa thì Kairon sẽ biến ông địa thành ác quỷ. Đúng rồi đó mọi người. Không, Kai sẽ không giờ làm vậy đâu. Yên tâm, Kai không làm gì vậy đâu. Ai chỉ làm hơn vậy hơn em ạ. Kai làm hơn gì? Nói là liên quan tới nghề tết đấy. Làm sao mà dám được mọi người. Tao làm. Ơ khoan, từ ông địa là mặc quần dài chứ đâu mặc quần cục đâu ta, mình quên mất từ. Sao ông địa mặc quần dài mới đúng. Trời ơi, sao cái bao lì xì muốn chạy hai con mắt luôn á mọi người. Đau mắt quá. Màu đỏ. Trời ơi, nó khỉ anh em mình kìa, nó khỉ anh em mình kìa, nó được không dễ đâu. Đâu, xem đi đâu mắt màu đỏ mà. Có màu đỏ thật, cái bị đau mắt thật. À ha. Trời ơi, xem là cái món hơi bị dễ xay luôn á trời. Thì biết, nhưng mà em cũng phải xay nó tử tế danh chứ không thể xay mà tào lao được, đúng không? Rồi ok. Đó, mọi người hay chưa? Bây giờ, mọi người thấy chưa? Nếu mà xấu thì là tào lao, tức là Camui xay tào lao. 1 phút 30 giây là Phong xay được trong đĩa cái đôi giày nè. Đó, dễ không? Dễ không? Ok. Tôi xay được cái dĩa nè Phong, tôi xay được cái dĩa rồi nè. Nhanh chưa? Ê mọi người ơi, sao em xây một hồi á, em xây cái quần của ông địa mà em nhìn giống ông già Noel của ta trời. Khổ ghê. Trời ơi, cái xây giống nha. Đây ông già Noel vậy. Nhìn giống ông già Noel quá à. Không sao, mình sẽ cho gọi là một cái dây thắt lưng vô nè là thành ông địa liền. Tôi xong rồi nha. Trời ơi, dễ quá. Dễ mắc quá. Chị Simmy sẽ nhanh vậy. Chứ bao lì xì cho mọi người muốn sao? Bao lì xì là đơn giản. Không sao, không sao, mình nói bạn nghe nè. Xây càng đơn giản thì càng xấu, mà càng xấu thì không được bao lì xì. Có gì đâu. Em xây bao lì xì đầu tiên em không cho một xì màu vàng bao lì luôn á trời. Sim xây mấy bao lì xì luôn Sim. Ok, để mình coi Simmy xây bao lì xì. Trời ơi, bà xây cái bao lì xì mà tôi tưởng con am ông ếch đó bạn ơi. Cái gì vậy? Nó gì? Đây là cái tay của cái bao. Trời ơi, tôi không xì cho xíu màu vàng vào. Ê, mui. Chị có nhìn, chị có để giống em không? Em thì em thấy cái này nhìn giống cái điện thoại ngày xưa hơn chị. Chứ không phải cái bao lì xì chị ơi. Giống cái điện thoại á. Giống mấy cái túi của mấy cái bạn đó. Giống cái túi đeo chéo mà của các bạn nhỏ nhỏ. Đúng rồi, giống mấy cái túi đeo chéo á. Túi đeo chéo là giống lắm luôn ý. Rồi thế cái này là hết giống gì ok. Em thấy giống mấy cái điện thoại mà ngày xưa mà mình bấm vô cái nó kiểu ai ya 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 yo. Rồi tôi vậy thôi chứ mọi người muốn sao? Ủa ok, với mọi người muốn kiểu khác gì ok. Em phải vẽ hình lên em cho nó đẹp. Đây cái điện thoại tuổi thơ luôn đúng không? Đúng rồi, cái điện thoại hơi bị tuổi thơ ngày xưa, ai có điện thoại là hơi bị xịn. Nhưng mà tuổi thơ với mình thôi, không biết các bạn kiểu đang xem video có không ý, tại vì bây giờ các bạn toàn smartphone thôi à. Sao mà thấy được? Mấy bạn bây giờ toàn smartphone không? Hồi mấy xưa bạn hồi ngày xưa rồi có những cái đấy đó. Thời buổi bây giờ á, mấy cái bạn mà chỉ tầm gọi là mới cấp 1, lớp 2, lớp 3 thôi, nhiều khi là đã được xài điện thoại rồi, lên YouTube coi baby shark đu 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 rồi. Trời ơi, tự nhiên đang bêu cái qua tuổi Samsung ra là sao vậy mấy má? Tuổi Samsung không nổi. Samsung là gì? Trời ơi. Để mình xem coi, mình xây cái bụng ông địa nè, nhưng mà mình thấy ông địa không thể nào xấu muối được. Như vậy thì nó hơi phẳng quá, mình sẽ xây bụng ông địa vậy. Ông địa sao bối cái gì vậy Phong? Tôi chưa xây xong mà. Tôi chưa xây xong mà. Nhớ là hình như ông địa là bụng bia đúng không ta? Đúng rồi, ông địa là bụng bự. Nhớ vậy mà ta. Bự lắm. Em không biết là ngày xưa lúc mà còn nhỏ có bạn nhỏ nào với lại mọi người trong Hero Team có ai mà ngày xưa nhìn thấy đoàn múa lưng á mà thấy mấy con lưng á sợ không? Em ngày xưa em thấy mấy con lưng em sợ lắm luôn á, em sợ nó cắn mình á. Mặc dù em biết là có người trong đó nhưng mà em vẫn sợ nó cắn mình. Phong Cận đúng là một chàng trai ngây thơ.
Trời em ngây thơ mà. Nó hơi nhỏ, hơi nhỏ thì em cũng có sợ. Vì là em sợ con này à, gì nó chạy tới nó vồ em. Đấy kiểu vậy em cũng sợ. Ủa, sao lại sợ? Em lân sợ lắm trời. Còn nó sợ ăn thịt mà nó tự yêu quái. Nó yêu quái trời. Nó cũng hơi ghê mà trời. Ủa mọi người, rõ ràng là cái chân người ấy các thứ sao mọi người sợ được nhờ. Kỳ lạ vậy. Người ta là con nhỏ mà bà nội. Người nhỏ thì em không có sợ con lân. Người nhỏ em sợ con mẹ cơ. Cái đấy, mày đẹp, mày không mà tao mày lớn luôn hả? Siro ngày xưa sợ ông đĩa hả Siro? Sợ ông đĩa đó chứ không có sợ ông lân. Kỳ vậy? Trời ơi. Nghe dễ thương vậy. Hoặc là cũng có thể là ông đĩa, mặc ông đĩa hơi. Nè chị ơi, chị Camui, chị đừng có thắc mắc nữa, chị không sợ không có nghĩa là người ta không sợ, chị hiểu không? Đấy, tôi nói cho mọi người nghe, hồi xưa ở xóm tôi á. Rồi, chị ghê rồi, chị thì ghê rồi, mệt quá. Ai tôi kể cho anh em nghe câu chuyện hồi xưa sớm tôi á, phải có cái sự tích tôi mới sợ ông đĩa chứ không phải tự nhiên tôi sợ ông đĩa đâu mọi người. Sao tiên là sợ ông đĩa rồi? Nhưng mà hồi bé là ở sớm tôi là kiểu cơ lần Tết là nó sẽ có kiểu đồng muốn lân đi ngang anh em hiểu không? Và tôi không biết sao tự nhiên trời xui đất khiến sau đó lần đầu tiên tôi đi coi muốn lân luôn và ông đĩa mang cái mặt mà quỷ Oni ở bên Nhật Bản anh em. Xong rồi vô trời ơi. Ủa, kỳ vậy, ông đĩa là phải đội cái mũ ông đĩa chứ sao đội cái mặt nào quỷ, gì kỳ vậy? Thế mới đỉnh cao, trời thế mới đỉnh cao, mới nói là đoàn múa lân của mình. Ông ma Canada vậy? Trời ơi, hơi bị ảo ma luôn. Sợ, thật sự. Ông đĩa là phải đeo mặt nạ, quên. Mọi người bây giờ hiện tại là dù chúng ta đang bàn tới Tết nè, bây giờ chúng ta hãy kể mọi người hay tiết lộ được số tiền lì xì lớn nhất mọi người định nhận là bao nhiêu không? Ồ, hợp lý. Bây giờ là em hết chừng, hết tuổi lì xì rồi. Em ngày xưa em nhớ là ngày xưa lúc mà gọi sao ta, em còn nhỏ thì em hay được lì xì thì nhiều nhất hả? Nhiều nhất thì chắc là được khoảng 700, đúng rồi, 700 ngàn là nhiều nhất. Giống mình cũng sắp xỉ 700 á. Đúng rồi. Mà ngày xưa mà còn ngày xưa được lì xì còn giờ lớn rồi, giờ mình về quê là mình phải lì xì lại cho mấy em. Tức là lì xì luôn hay là lì xì gộp lại vậy? Mình đang gộp lại luôn á. Gộp lại mà có nhiều mà. Đúng rồi, nhiều quá chứ có nhiều đâu. Nhà sim giàu lắm, làm gì có chuyện một triệu, điều ít thôi. Ôi, Simmy là phải được lì xì 10 triệu. Không, đúng rồi, thật mà. Chưa kể hết nha, 1 triệu này là phải cả sim với sao mới gộp lại mới đủ 1 triệu. Chứ phải là chắc sim 1 triệu nha, cái phải gộp lại hả? Mình là... đúng rồi. Chị hỏi sao cái này là chứng thật luôn hai đứa em. Ủa, nó dối chi bây giờ mình bật thà chứ test về sáng tác rồi nó dối thì có được gì đâu đúng không? Nó thôi kệ đi. Ta không cần bàn. Ủa trời. Rồi. Vậy á hả? Anh say con heo quay gì đâu mà em nhìn nó kinh dị quá. Heo quay người ta nướng là nướng cho chín nó nhìn này không ăn. Ủa là mình định say con heo quay ở bên ngoài trời thật kiểu real life luôn cơ nhưng mà thấy bên real life. Anh ơi. Con heo quay là nó phải màu nâu chứ anh, người ta quay lên nó màu nâu chứ con heo quay nào. Này là heo sữa màu này, cái này đen hơi sống sống. Này hơi tái, cái này hơi tái. Một xíu là mình nấu lên. Vì sống như thế này anh em cứ để đi một xíu nữa mình mới nấu lên anh em hiểu không? Ghê quá. Còn phải cho mình là lò nướng nữa. Còn cây đòn. Xíu nữa mình mới nấu nó lên. Còn cây đòn. Cây đòn thì đang xay cái bánh chưng siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog. Sao mà tôi nhìn thấy ghê. Nhìn ngán luôn á chứ ngon cái gì. Trời ơi. Mấy đời luôn. Nhất là cái món dĩa chiên, dĩa bánh chưng chiên. Trời ơi, ăn nó mà lem luôn, chạy chạy nước miếng luôn phải không? Trời ơi, ngon cực. Ăn gì ăn ít thôi thì mới mà lem chứ còn ăn nhiều rồi. Vừa béo lại vừa ngon. Đó chị, ngày nay cũng ăn hay ngon chết được ấy. Có ai thích ăn không? Có ai ở đây thích ăn không vậy? Chị thích ăn. Trời ơi, vấn đề là ăn ít thôi. Đây, Phong xay sắp xong ông đĩa nè mọi người đó. Cái gì vậy? Hả vậy? Nhắc về món ăn thì Tết mọi người thích ăn gì nhất vậy ạ? Tết hả? Trời ơi. Tết á. Tết thì Phong chỉ thích ăn gà luộc, gọi là lấy cái đùi chấm mắm tiêu cái gì muối tiêu ăn thôi chứ Phong không có thích ăn gì hết trơn. Tự nhiên nhắc ăn cái gì mà lại muốn kể chuyện cho anh em nghe tiếp của ta, anh em có muốn nghe không? Có chuyện gì nghe. Anh em hồi bé anh em có đã từng
từng gọi là nấu bánh chưng chưa? À, chú anh chưa, em chưa, chưa ngày xưa lúc mà em còn nhỏ nhà em nghèo lắm, làm gì có tiền mà làm bánh chưng, cho nên là ngày xưa nhà em chưa bao giờ nấu bánh chưng luôn, chỉ có người ta đón mua đón giao thừa thôi. Mua em mua thôi. Ủa số điện thoại gì đặc biệt hả? Cũng mình lần đầu mình nấu bánh chưng là mình không có nấu ở nhà mà mình nấu ở bên nhà của thằng bạn đó, thì bình thường mà canh cái bánh chưng á là anh em phải gói bánh chưng mà nó phải buộc chặt, sau đó anh em phải canh xuyên qua một đêm, anh em hiểu không? Nếu anh em không canh á là cái nồi bánh chưng nó sẽ bị hư đấy. Và mình là một trong những thằng gọi là giúp thằng bạn của mình buộc cái bánh chưng đó, và mẹ thằng bạn của mình đã giao cho mình trọng trách là hãy ngồi và canh nồi bánh chưng. Từ hồi trước hai thằng chơi thân á, má của nó coi mình như là con trong nhà vậy đó. Em rồi sợ đó. Mình ngồi mình canh cái nồi bánh chưng, mình canh rất là kỹ lưỡng mọi người ạ. À. Và cho đến sáng ngày hôm sau thì khi má nó về, má phát hiện mình với nó nằm ngủ với cái nồi bánh chưng hư. Khác lẹt luôn đúng không? Nồi bánh chưng khác lẹt luôn đúng không? Tuyệt vời. Phải tôi là lần cuối cùng mình cho ra ngoài cửa luôn, cho ra khỏi nhà luôn trời. Cái đó là lần cuối cùng mình nấu bánh chưng luôn, và gia đình mình cũng không tin mình từ đó luôn mọi người ạ. Sao tin được? Mốt lụm may mà chưa lụm cái gì tới cái nồi là hay rồi anh. Trời ơi. Sao mà ông Địa mình xây ra nhìn có vẻ nhìn hơi... Ủa không phải ông Địa sao da đỏ vậy? Ông Địa đâu phải da đỏ. Ông Địa là ông Địa mặc cái bộ đồ màu đỏ bà ơi. Cái mặt này sao cái mặt đỏ thấp vậy? Cái đầu... Ủa mọi người không nhớ là ông Địa là có cái mặt nạ đỏ cái đầu à? Mặt nạ người ta xây... Giờ nhắc bánh chưng, nhắc xây bánh chưng sao tôi thèm bánh chưng quá nè. Ồ thành thật ngay. Ờ sao tôi thích thèm quá. Hồi xưa mọi người ăn bánh chưng với gì? Hồi xưa mọi người ăn bánh chưng với gì? Tôi hay thích ăn bánh chưng với đường. À đúng. Xì dầu. Em ngày xưa em ăn bánh chưng chung với đường xong em mập. Em mập như một con heo. Ôi trời ơi. Tết đây này, bạn nào mà bây giờ Tết này thử một lần thôi. Bạn nào mà chưa từng ăn bánh chưng với đường, các bạn thử ăn bánh chưng với đường một lần đi. Nè. Có một cái món mà em chưa bao giờ dám thử nhưng mà em đã từng thấy thằng bạn em ăn rồi. Đó chính là món bánh chưng ăn chung với sữa ông Thọ. Trời ơi, đúng không? Ăn nó cực kỳ ngọt luôn. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ rằng là mấy bạn nhỏ nghe vậy thôi, nghe cho vui thôi chứ bạn đừng bắt trước nha. Tại vì á, bọn mình không biết là ăn vô nó có bị đau bụng hay gì không, cho nên đừng bắt trước nha. Cái này mình chỉ kể cho vui thôi nha. Nhưng mà mình đã từng thấy bạn mình ăn rồi. Bánh chưng chấm đường thì ăn được nha mọi người. Bánh chưng chấm đường thì ăn được. Bánh chưng chấm đường ăn rất là ngon luôn, các bạn thử đi. Em quá, tôi phải đặt bánh chưng tôi ăn liền luôn rồi. Chưa. Thích vậy hả? Em mọi người. Cái đang đứng yên đúng không? Đừng bảo là đi đặt đấy nha. Trời ơi. Cây Ron nghe bánh chưng xong cây Ron đi mua bánh chưng ăn. Ôi. Thèm. Không biết các bạn cũng theo tim làm gì không ta? Trời đất ơi. Rồi, xong. Nè, ông Địa nè, bụng bự nè, đó, đội mặt nạ nè, rồi tay cầm cái quạt. Ta dùng cái dây thắt buộc cây ơi, bộ khoan xong. Cái bánh chưng của cây Ron mà mình nhìn mình cứ nghĩ như người ta đang đánh caro, bạn đánh cờ caro á trời. Ôi, trời ơi. Đi hết trời ơi, cái cây hoa mai Camui xây đẹp nha. Wow. Cảm ơn. Nhưng mà có điều là cái chậu hoa nhìn hơi phèn. Vậy trời, Ngọc Lục Bảo này phèn trời. Ngọc Lục Bảo phèn nữa. Ủa, cái gì phèn? Người ta không nói rằng là Ngọc Lục Bảo phèn mà người ta nói rằng là cái hình dáng của chậu hoa nhìn hơi phèn, hiểu không? Chậu hoa nhìn hơi phèn. Chị lắp ra chị ơi, chị lắp ra này nè cho đẹp nè. Còn Simmy thì Simmy xây hai cái bao lì xì, một cái bao lì xì là hình gấu tuyết nè. Còn một bao lì xì. Ba cái hả? Ok, ba cái. Nhìn sao vậy? Ừ thì ba cái. Một cái là hình gấu tuyết nè, một cái là hình gọi là hoa mai nè. Rồi một cái là hình hoa đào nè đó. Ủa trong cái bao lì xì hoa đào nè, nó có tờ tiền 500k xem. Không, màu xanh là 100k. Đô la, đô la, đô la, đô la. Ủa, sao nãy con heo của Rô nó màu trắng mà bây giờ nó thành màu này rồi? Ủa, nó sốc lại nè. Ủa, tôi đang tìm màu để con heo của tôi nữa rồi đấy chứ em ạ. Hồi nãy là con heo của Siro là chưa chín nha các bạn nha, giờ nó mới chín nè. Chín rồi nè, chín xem một rồi. Ê, còn Sammy là Sammy xây con gà quay là bằng vàng của mọi người. Trời ơi, mới chơi chứ nghĩ sao vậy? Ghê thiệt, ghê thiệt. Quay Sammy, gà quay á, gà quay ngày xưa cúng á là nó phải có cái đầu, hiểu không? Đây để Phong xây cái đầu cho. Không, tôi muốn xây cái này thôi, tôi muốn để cái đầu, không. Cái đầu nhìn nó. Phải để cái đầu, tại vì gà gà quay. Người ta không làm cái gì, không làm thế là sao người ta chụp cái thứ rồi. Đúng rồi, mọi người, gian lận. Trời ơi, xây sao như thiên nga luôn á trời. Đấy là công trình của Sam chứ không phải của Phong đâu. Ủa, người ta giúp đỡ thôi, không được à? Không có giúp đỡ. Ồ, mà cái này là để làm cho mình cơ mà.
ghé con gà rồi. Con gà, trời à, ơi, con gà. Sao mình xây xong, sao mình xây xong từ con gà thành con vịt luôn. Đây là anh vịt, không xây anh vịt à. Ừ, mình cúng anh vịt luôn. Anh vịt mình vịt lông à. Anh mình cúng anh vịt, mình làm thịt anh vịt, mình đem mình cúng luôn trời. À đúng rồi, trời ơi. Đối đầu với Phong thì chỉ đặt vịt lên cúng thôi, hiểu không? Mình đã xây xong địa nè, bây giờ mình nghĩ là còn dư thời gian trong lúc mọi người đang xây thì chắc là mình sẽ xây luôn con lân nha các bạn nha. Con kỳ lân để người ta múa các bạn. À, ok, mình sẽ xây nha. Thì con lân này các bạn thì mình nghĩ rằng là xây cũng sẽ khá là mất thời gian, cho nên là mình sẽ tua nhanh để bạn gọi là đỡ xem bị nhàm chán nha. Ok, tua video nào? Let's go. Ten 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 ten. Rồi ok các bạn ơi, bạn thấy mình ghê không? Mình chỉ cần đếm 1 2 3 cái thôi là mình xây hoàn thành cái con lân của mình nè các bạn. Đây. Đây là con lân nha các bạn nha. Thì đây nè các bạn coi nè, nó có râu nè, rồi nó có cả gọi là con mắt rất là to tròn ở đây nè bạn ơi. Còn này là gọi là cái chân của nó nè các bạn. Đấy, nó lùm lùm cu te giống như ca mui vậy các bạn. Đó, nhìn dễ thương. Đó. Làm gì? Đó đó nó xinh quá, xem với xem với. Nè qua đây qua đây. Đó, nhìn dễ thương rồi. Trời ơi, con lân kìa. Wow. Hơi bị dễ thương luôn nhưng mà sao? Xem qua nè, xem qua nè trời. Đẹp dữ. Dễ thương mà. Sao em nhìn nó xong rồi em thấy nó giống có cái con sâu đo hơn chị ạ. Em nhìn nó giống con sâu hơn chị. Những đẹp mọi người, những đẹp những đẹp. Mà bên cute. Đấy, rồi còn ở bên đây là ông địa của mình nè. Ơi thôi, hay là bây giờ vậy thôi mình chấm điểm đi mọi người, sẽ không chưa? Không hết rồi. Không hết rồi đúng không? Rồi ok, vậy bây giờ chấm điểm nha. Thì không phải chấm điểm mà cho mọi người chiêm ngưỡng trước rồi sau đó mới chấm điểm sau. Thì bây giờ là mọi người qua tác phẩm của Phong rồi thì sẵn là chấm tác phẩm của Phong luôn nha. Ê, ở đây là Phong xây được con lân này nè, đó, một con lân rất là dễ thương luôn. Đấy, và nó có màu đỏ nè với lại kết hợp với màu vàng. Đó, dòng hoa cái kiểu nhìn rất là đẹp luôn. Đấy. Ok, còn ở bên đây thì Phong xây là ông địa, bởi vì là ông địa thì mình xây là ông địa có cái bụng bự bự đó bạn. Đó, rất là dễ thương. Đấy, hai má hồng đó kiểu luôn. Đấy, nhìn cũng đáng yêu mà đúng không bạn? Hay, tại vì á là cái mảnh đất này. Cái mảnh đất này nó bé quá, cho nên thôi Phong sẽ xây ông địa siêu to khổng lồ ở trong làng Hero Team luôn các bạn ơi. Ê Phong ơi, Phong ơi, ông địa hình như là đeo vòng vàng đúng không? Không phải vòng vàng chị, cái này là cái vàng vàng ở trên áo của chị. Cổ áo á, cổ áo á chị, cổ áo. Chứ ông địa nào? Chị tưởng ông địa đeo vòng vàng. Đó thì cái này không phải là cái cọng dây chuyền đâu bạn ơi, cái này là cái màu của cái áo đó nha, đó cái vạt áo đó. Đó, ok. Rồi, thì đây là tác phẩm của Phong, ông địa và con kỳ lân đáng yêu của Tè Phong Quê. Nhưng mà em nếu mà ngoài thì nhìn như là Phong kiểu cao điểm nhất mọi người, tại Phong xây hai tác phẩm luôn á, trời trời. Không, chấm nhận theo độ đẹp chứ. Xây hai tác phẩm là như chắc vậy là đẹp nhất. Ok rồi. Rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến với tác phẩm gà quay cúng ngày Tết à, gà lộn chứ. Ten ten vàng chính số gà đây mà căng vô cái không còn luôn á mấy má. Trời ơi. Là cái tượng trưng gì không để cho gia chủ lúc nào cũng may mắn gì không? Gà đó đồ ăn như vàng đó vậy không? Sao mày có ai cúng gà luộc để may mắn không? Trời ơi. Đây. Không phải cái tượng hiểu không? Sammy rất đầu tư nha, Sammy xây luôn cả cái bàn để con gà lên luôn. Okay. Đầu tư phát, đầu tư phát. Đầu tư, đầu tư, đó. Ê, cái này là cái phao con gà rồi. Ôi trời ơi. Okay. Đầu tư đầy đủ hết, không có gì thiếu hết. Mình nhìn thôi là mình biết cái phần nào phần đầu, phần nào là phần đuôi rồi đấy. Rất là đẹp luôn bạn ơi. Rồi, ok, đó, đây là con gà quay, con gà luộc chứ, con gà luộc màu vàng của Sammy nha bạn nha. Ok, chúng ta có tác phẩm nổi trội nhất nào không? Tác phẩm bánh chưng ngày Tết. Hiểu đây bánh chưng của tôi, đây bánh chưng của tôi. Bánh chưng em vậy? Bánh chưng có ưng chứ không? Bánh chưng có in chữ Kairon các bạn ơi. Ủa này ai in giùm tôi vậy? Cái này ai in giùm á nha. Ai biết? Tôi nhìn. Mọi người cái cai buộc cái dây cho bánh chưng lệch là mọi người. Đúng rồi, buộc ra rồi. Ủa mà cái này đem vô nấu là chết luôn. Em nhớ là người ta làm bánh chưng á là người ta phải làm gọi là mấy cái bánh chưng bằng nhau chứ sao có bánh chưng to, bánh chưng nhỏ, bánh chưng bé tí tẹo vậy? Gì kỳ vậy? Đúng rồi, bánh cưới á. Bánh cưới luôn chứ bánh chưng kem. Em nhìn thấy giống bánh kem. Em hình bánh chưng, bánh càng, bánh chưng. Ok rồi, tiếp theo là bao lì xì của Mèo Xí. Bao lì xì của Mèo à? Mình có ba bao lì xì. Đấy. Ba cái bao lì xì của Sim. Lì xì gọi là gấu tuyết này, lì xì hoa mai với cây mai với lì xì cây đào đó. Ok ok. Sim. Cái thử quảng cáo. Quảng cáo gì? Thì các bạn ơi, hiện tại sắp tới và hình như có rồi đúng không ta? Hay sắp tới nhỉ? Có rồi. Hiện tại là trên shop hero.vn đang bán gọi là áo Tết của Hero nha mọi người. Và sắp tới sẽ có bao lì xì của Hero nữa đấy các bạn. Cùng mình xem. Wow. Hero sẽ mua bao lì xì và áo Tết cho mọi người nhớ nha. Cực dễ luôn. Rồi ok, một phút quảng cáo đã xong. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với gọi là tác phẩm cây mai ngày Tết của Camui. Cái này đẹp. Đó, phải nói là nhìn rất là đẹp.
Đây, mình không nói cho bạn biết là Siro xây phụ Kamui đâu nha bạn nha. Bà nói gì đâu. Thôi nói chung là hồi nãy là Phong chơi rằng là cái bình hoa của Kamui nhìn phèn, thế là Kamui quyết định xây cho nó tròn trịa hơn, nhìn cũng khá là ưng rồi đó. Ok. Cái cây thì cũng xây rễ rồi, cái kiểu cũng đầu tư đó. Ở trên cây hoa mai thì cũng có bao lì xì cái kiểu. Mui có tí nào gọi là nói về cây hoa mai của mình không? Hoa mai thì có cái gì đâu, hoặc là gồm hoa mai, gồm có cái mấy cái đỏ đỏ này là mấy cái câu trúc treo lên nè, còn cái này là mấy cái câu đâu phải mình xây đâu, đâu phải mình xây đâu nên đâu biết nói mà, gì. Đâu phải mình xây đâu. Anh nói liên quan gì cái này là thuộc về việc văn hiểu không? Văn chứ có phải là xây đâu hay? Trời ơi. Ok rồi, tiếp theo sẽ là món gì ta? Cái này là heo quay hả? Heo quay. Trời ơi, nhìn nó đầu tư nha. Con này em thấy nó màu da giờ nó chưa. Nãy là con heo thui, hồi nãy là con heo thui, giờ mới là con heo quay. Không, em xin lỗi nha, nhưng mà em nhìn nó giống con bò thui hơn là con heo thui á mọi người. Rồi. Bò á, đâu ra heo giống ta. Con bò nè, cái này là hai cái sừng nè. Này hai cái sừng nè. Hai cái tay. Trời ơi. Ok, thì đây là món heo quay của Rô. Con heo quay của Rô ngậm cái quả táo hả Rô? Đúng rồi, quả táo á. Ồ, xịn. Rồi, ok. Đấy, mấy bạn ơi, thì những bạn nào xem video, mấy bạn hãy nhớ chấm những tác phẩm này của Hero Team nữa nha. Đây chính là 6 tác phẩm của bọn mình nè. Còn bây giờ sẽ đến với phần căng thẳng nhất, đó chính là phần bỏ phiếu chấm điểm để coi ai là người đẹp nhất và ai sẽ là người nhận được bao lì xì đến từ vị trí của Hero Team. Ok, cũng gần đến Tết rồi. Ok. Ủa, được chấm bao nhiêu người không? Mình thích bao nhiêu tác phẩm thì mình chấm hả? Bây giờ một phiếu thôi. Đúng rồi, nó vậy chứ. Nếu như mà mỗi người một phiếu á thì chúng ta gọi là sao ta chấm đều hết cho nhau, mọi người tự chấm cho mọi người thôi là đều hết. Này mình thích không. Như thế này mọi người được quyền chấm thoải mái, nhưng mà mỗi người thì chỉ được một, được vote cho người kia một phiếu thôi, không được vote cho người kia hai phiếu, hiểu không? Ok, thì tác phẩm đầu tiên em chấm trước cho. Đầu tiên là em khá thích tác phẩm của Kamui. Mặc dù là Siro say, bạn ơi, Siro say nha. Ơi, bạn nói cho tốt quan điểm nha, là Siro hỗ trợ nha, bạn nói Siro say nha hả? Ok, Siro hỗ trợ. Nói trời ơi. Rồi, đến tôi chấm. Thi đấu mà đòi hỗ trợ. Chấm này. Ok, rồi, khai từ. Sam chấm. Chưa mà, Phong chưa chấm xong mà, Sam. Từ từ. Ok, Phong chấm Kamui nè. Tiếp theo nữa thì Phong thấy rằng là có... con gà quay của Sam nè, bên chân quay của Sam khá là dễ thương. Mình chấm cho con gà quay của Sam với lại là cái bao lì xì của Sim nữa. Ok, quên, cái này là cay rồi. Bên này là Sim nè. Ok, tới lượt Sammy. Còn tôi thực sự rất thích bao lì xì, tại vì Tết mà ai chẳng thích lì xì đúng không? Ai chọn lì xì chứ? Với là gì ta, Tết thì chắc chắn một sự mình rất thích anh chân, mình chắc chắn sẽ vote cây ron. Trời ơi, Sammy không chọn mình các bạn ơi, mình buồn. Trời ơi, cây đó cho Phong nè. Ôi, Phong nè. Nói ra cái này người ta gọi là kéo vót nha. Cái này người ta gọi là kéo vót. Ủa? Em chỉ nói là em buồn thôi mà. Nương ơi, thôi. Em nói chị Mui nghe nè. Em phải xây đẹp thật thì sao mới dám vót, chứ em xây xấu sao dám vót. Nguyên con của lưng em từng vót mà. Em chỉ nói là em buồn thôi, chứ em có nói gì đâu. Em chỉ nói là em buồn thôi. Ok, tới lượt mèo Simmy. Ok, rồi. Thì nói chung là Tết đối với mình đơn giản lắm, mọi người có gì ăn là mình sẽ lấy hết. Đúng đi rồi. Mình sẽ gót rừng của mẹ lắm cây. Có đồ ăn. Ok, rồi. Đồ ăn, nói chung là đồ ăn là quốc hết. Rồi, ok. Hiện tại là có Sammy, mèo Simmy với lại Kairon là đang là cao điểm nhất nè. Ok, rồi tiếp theo là Kairon. Cao điểm gì vậy? Ai Kairon đây, nè mình nói bạn trước nha, không được vote cho bản thân mình nha. Thì tất nhiên rồi. Okay. Bây giờ đến mình thích tác phẩm của Sam nè, khả của Sim nè, không có Mui nè, của Ro nè. Đó. Okay. Và đó là anh em tốt. Thiên quá. Và đó là anh em tốt sẽ nắm tay phát triển với nhau. Không thằng nào là quyết tí. Anh em tốt đó mấy bạn à. Ok, thôi được rồi. Ok, tiếp theo là Kamui. Cái này chúng ta cần lấy không trời? Kiểu này chắc chắn là Sam rồi, Sim khỏi bàn đi ha. Tiếp theo Kamui chắc chắn là sẽ chọn Ro. Đồ ăn ngon. Rồi. Ok, mình nói là phẩm của Hồng Thanh phải là dễ hơn. Cho Hồng một vót.
một bot ai cho chị một bot ai cái gì không ngờ mình lại là người thấp điểm nhất à, không có cây đo bao lì xì mình bằng điểm bạn ơi vậy ta mình bằng điểm bạn ok bạn ơi thì coi như á là hiện tại á là có gọi là à có kết quả rồi thì chắc các bạn cũng biết ai thắng rồi không, chứ chính là mèo Simmy các bạn ơi. Mình buồn quá cây đon chấm cho hết tất cả mọi người nhưng cây đon không chấm cho mình mình đau lòng. Nhưng chưa có họ đi đâu cũng buồn, đi đâu cũng buồn. Và đó là anh em tốt sẽ nắm tay phát triển cùng nhau. Chỉ đôi cổ bánh mì không có là phải vui lên phải không? Tết mà xui, Tết mà buồn là xui á phải không? Tết là vui lên. Vui lên. Khoan, ơi. Tôi để nãy hồi nãy anh em ai cũng né cái bao lì xì bởi vì nó dễ xay và anh em sợ rằng sẽ không ai chấm và cuối cùng Sim lại là người chấm. Bao lì xì á, tại vì đừng người chơi là Sim xay cute chứ còn phải vào tay không thôi mà. Thôi được rồi, cay rồi biết thành lì xì ác quỷ rồi, vào tay cay biết. Thôi được rồi. Bây giờ á phần còn chấm lại ai đẹp hơn ấy thật các bạn luôn á là team này không bao giờ công bằng với nhau được đâu bạn ơi, cho nên á là cái phần chấm mình sẽ để thêm cho những bạn fan chấm nữa nha. Ok rồi, nói chung á là bạn thấy ai đẹp thì bạn vote thôi chứ mình không thể nào đối đầu với hội chim được. Ok thôi được rồi, không hả, thiếu hội chim cộng thêm cây con. Đúng rồi, hội chim cộng thêm cây con. Cây đon phản vội mình, cây đon đi theo hội chim, vote cho hội chim cho tất cả mọi ta người. Ta còn vote cho rùa đó luôn. Đúng rồi. Ờ nhưng mà không vote cho Phong, vậy có mình em vote cho Phong à. Buồn lắm. Ok thôi không sao. Nói chung á là thua thì thôi, chấp nhận. Simmy là người chiến thắng cho nên là mình sẽ tặng bao lì xì cho Sim. Ok, đi nhau tặng thế nào. Lì xì được không? Lì xì, hay ghê. Ờ xây bao lì xì tặng bao lì xì thích nè. Xây cái bao lì xì xong được tặng bao lì xì luôn. Xịn. Vía xịn quá. Chắc là lần sau rồi tôi phải xây chiếc xe Lamborghini để được tặng chiếc xe Lamborghini quá. Ok, rồi thôi, tặng thôi.